Xin chào tất cả bạn, mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đi cập nhật cái trạng thái ứng dụng React của chúng ta. Đây chính là chúng ta sẽ làm một cách gì đấy để có thể cập nhật lại biến state của component React. Ở đây thì trong video lần trước các bạn có thể thấy rằng là chúng ta đang dừng lại ở chỗ chúng ta khi mà chúng ta nhấn vào cái nút click me ấy. Các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đang bị một lỗi rằng là không thể đọc cái thuộc tính này ở undefined. Thì trước tiên thì mình sẽ đi giải thích tại sao mà chúng ta lại gặp lỗi này. Lý do chúng ta gặp lỗi này bởi vì rằng là bên trong cái hàm này các bạn này, bên trong cái hàm handleClick ấy, nó không biết được cái biến this này là gì. Thì nói về cái chuyện rằng là nó không biết cái biến this này là gì ấy, thì các bạn có thể hiểu nôm na rằng là khi mà chúng ta muốn cho cái hàm này biết này, thì chúng ta sẽ cần phải nói với nó rằng là tao đang nằm ở bên trong cái component này các bạn này, thì nó mới hiểu được. Còn việc mà chúng ta khai báo ở đây các bạn này, việc mà chúng ta gọi đến ở đây ấy, thì nó chỉ đến, các bạn thấy rằng là chúng ta xuất phát từ keyword this mà. Nếu như rằng là các bạn muốn mà bên trong cái hàm handle click này ấy, nó hiểu được thì bắt buộc các bạn phải truyền vào cái this kiểu kiểu này này. Tức rằng là chúng ta sẽ cần phải truyền nó vào tiếp bên trong function này thì nó mới hiểu được. Còn ở đây khi mà chúng ta không truyền vào một cái gì đấy ấy, thì các bạn hiểu rằng là nó đang truyền một cái ánh xạ thôi. Tức rằng là nó giống như rằng là các bạn đang dùng của nhà hàng xóm ấy, không phải của các bạn. Thì nếu như rằng là các bạn muốn hiểu sâu hơn nữa về cái thằng this này này, thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu về ngôn ngữ JavaScript. Cái lỗi xảy ra ở đây không phải là lỗi của thằng React đâu các bạn, mà lỗi ở đây thì chính là lỗi của thằng JavaScript thôi. Mình không muốn các bạn đi quá sâu vào thằng this này. Thành ra rằng là để tránh được cái tình trạng này đấy các bạn, chúng ta sẽ dùng một mẹo nha. Không phải là một mẹo đâu, mà sau này khi mà các bạn dùng với thằng chúng ta dùng với function component ấy, thì vô hình chung ấy, thì những công nghệ sau này nó đã giúp các bạn fix được lỗi này rồi. Thì cách dễ nhất để các bạn có thể fix lỗi này, đấy chính là các bạn không dùng kiểu function truyền thống nữa, mà chúng ta sẽ chuyển qua dùng arrow function. Thì ở đây thì để sửa cái này, các bạn sẽ cho mình bằng cái này nhé. Chúng ta sẽ như thế này, đó, các bạn sẽ cho mình một dấu như thế này. Rồi, thay vì việc các bạn dùng function truyền thống thì chúng ta chuyển qua arrow function. Mình vừa sửa một cái gọi là rất chỉ là nhỏ thôi. Bây giờ thì mình sẽ quay lại đồ ứng dụng của chúng ta, mình sẽ refresh một cái cho nó nhận code mới nhất này. Bây giờ thì mình sẽ nhấn vào cái chữ gọi là click me nha các bạn. Rồi, mình sẽ nhấn vào cái, ở đây thì khi mình hover chuột vào đây thì nó đang tự động ăn như thế này. Rồi mình sẽ clear tất cả đi, mình sẽ nhấn vào click me các bạn này. Đó, các bạn có thể thấy rằng mỗi một lần mà chúng ta nhấn vào cái chữ click me thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề của chúng ta rồi. Tức rằng là chúng ta đã chạy được cái hàm của chúng ta rồi. Thì ở đây thì để giải quyết vấn đề của chúng ta ấy, đúng ra thì chúng ta có hai cách làm cơ các bạn, chứ chúng ta không phải rằng là bắt buộc chúng ta phải chuyển thành arrow function ở đây đâu. Các bạn có thể chuyển arrow function ngay ở dưới này luôn, chứ không nhất thiết chúng ta phải chuyển ở trên này. Ở đây thì thay vì chúng ta viết code như thế này thì mình sẽ sửa một chút nha các bạn. Tức rằng là chúng ta sẽ dùng arrow function ngay tại cái view này. Thì thay vì chúng ta viết như thế này thì ngay ở đầu hàm các bạn sẽ chuyển cho mình thành arrow function nha. Đấy, rồi. Trước tiên thì chúng ta sẽ chuyển qua thành arrow function như thế này. Tiếp theo nữa thì bên trong cái phần body của cái thằng arrow function các bạn sẽ paste cái hàm gọi là handle click vào đây. Tuy nhiên là các bạn có thể thấy rằng là ở đầu hàm này chúng ta có một cái biến event. Thành ra rằng đối với arrow function các bạn sẽ truyền vào biến event ở đầu hàm này cho mình. Và ngay tại đây chúng ta sẽ truyền vào cho mình dấu đóng mở ngoặc nhé. Và chúng ta sẽ truyền vào biến event như vậy. Xong. Rồi. Mình vừa sửa như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta. Và nếu như rằng là mình nhấn vào cái chữ click me, các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta gọi là mọi thứ nó hoạt động bình thường. Thì ở đây thì mình khuyến khích các bạn chúng ta sẽ viết theo kiểu arrow function như thế này nha các bạn. Việc mà chúng ta viết arrow function như thế này này, nó không những rằng là sau này nó sẽ có lợi cho việc các bạn học kiến thức về sau, mà về sau này nó còn gọi là nó sẽ có hai tác dụng. Một rằng là sẽ giúp các bạn tránh những cái bug không cần thiết, đấy chính rằng là ví dụ như rằng là việc chúng ta gặp cái keyword this ở đây này. Thứ hai rằng là sau này nó liên quan đến hiệu năng ứng dụng website của các bạn đấy. Thì đây chính là lý do tại sao kể từ video này mình sẽ chuyển qua dùng arrow function nhé, mình không dùng kiểu viết truyền thống này nữa. Rồi, sau khi mà các bạn đã fix được cái lỗi trong video trước chúng ta gặp phải thì bây giờ có một vấn đề xảy ra, đấy chính là ví dụ mình muốn rằng là khi nhấn vào cái chữ click me ở đây các bạn này, mình muốn đổi cái tên của mình đi, mình không muốn để cái tên Harry Phạm Dev này nữa, mình muốn chuyển thành Eric. Thì để làm điều đấy, trước tiên các bạn có thể thấy rằng là cái tên của chúng ta nó đang được quản lý thông qua biến state này. Chúng ta sẽ cần phải có một công cụ gì đấy mà giúp chúng ta có thể cập nhật được cái biến này. Thì rất chỉ là may cho chúng ta, đấy chính là thằng React để các bạn nó hỗ trợ các bạn một cái function để các bạn có thể gọi là cập nhật được biến state này. Đấy chính là hàm setState. Thì ở đây các bạn sẽ gọi cho mình cái hàm đấy chính là setState nha. Chúng ta sẽ có một cái hàm setState như thế này. Bên trong cái hàm setState này, chúng ta sẽ truyền vào một biến object bởi vì cái thằng state của chúng ta là một cái biến object mà. Ví dụ ở đây thì thay vì cái name là Han Phạm Dev thì bên trong này mình sẽ sát lại cái name của chúng ta để chứng bằng Eric nha. Mình sẽ chuyển nó thành Eric, rất chia đơn giản như thế này thôi. Mình nhấn Ctrl S cho nó lưu lại này.
Bây giờ thì các bạn quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta ấy. Nếu như rằng là mình nhấn vào cái chữ Click Me ấy, thì ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có cái chỗ này. Đây chính rằng là chúng ta sẽ có lại Eric các bạn này. Đó, các bạn có thể thấy rằng là ngay lập tức chúng ta đã có thể cập nhật được cái gọi là chúng ta đã cập nhật được cái giá trị của cái biến state của thằng React rồi. Nếu như rằng là các bạn mở cái thằng React DevTools đây nha, chúng ta sẽ dùng cái thằng React DevTools này. Bây giờ thì mình sẽ refresh các bạn nhìn này. Ban đầu giá trị khởi tạo của chúng ta của cái thằng state của chúng ta name của nó đang bằng Harry Phạm Dev. Tuy nhiên rằng nếu như rằng là mình nhấn vào chữ Click Me, ngay lập tức các bạn sẽ thấy rằng là cái tên của chúng ta nó đã cập nhật bằng Eric rồi. Thì cái hàm set state chính là công cụ giúp các bạn có thể gọi là cập nhật được biến state của thằng React. Trong video lần trước chúng ta đang cập nhật bằng tay vào đây, thì hôm nay chúng ta đã có công cụ để giúp các bạn có thể thay đổi được nó. Và các bạn lưu ý cho mình một điều, đấy chính là mỗi một lần các bạn thay đổi cái biến state của thằng React thì ngay lập tức giao diện của chúng ta nó cập nhật theo. Ở đây ấy, khi mà các bạn dùng cái hàm set state này thì ngay lập tức cái biến thứ nhất rằng là cái biến state của chúng ta nó sẽ thay cái phần name này bằng cái phần name mới, nó sẽ thay cái từ Eric này vào cái từ Harry Phạm Dev. Tiếp theo nữa, mỗi một lần mà các bạn set cái hàm set state này này thì ngay lập tức cái hàm render này của chúng ta nó sẽ tự động được gọi lại. Do đó các bạn sẽ thấy được rằng là cái name của chúng ta nó sẽ cập nhật ở đây. Ở đây thì mình sẽ thay cái gọi là am from, ở đây thì mình sẽ xóa từ from đi, mình sẽ hiển thị cái tuổi nha các bạn, thay vì cái address thì mình sẽ hiển thị cái tuổi ra nha. Rồi thì bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là ngoài màn hình của chúng ta là 26 chẳng hạn này. Bây giờ mình muốn làm một điều nữa, để chính là mỗi một lần các bạn nhấn cái hàm on click ở đây thì chúng ta sẽ thay đổi cái tuổi ở đây. Thì ở đây thì mình đã gọi là Google sẵn cho các bạn một cái hàm rồi. Đây chính là mình muốn rằng là mình sẽ random một cái số giữa số 1 và số 100 chẳng hạn. Thì các bạn sẽ dùng cho mình là mat.floor mat.random nhân với 100 cộng 1 như thế này nha. Mình đã Google rồi đấy các bạn. Rồi, mình sẽ copy cái hàm này. Rồi mình sẽ copy cái hàm này. Đấy. Tiếp theo nữa thì mình sẽ vào cái hàm onClick. Thì ở đây thì bên trong cái hàm onMouseOver thì mình sẽ comment lại cái dòng này nha. Đấy, rồi. Thì ngay ở đây thay vì in ra cái gọi là my name is thì mình sẽ cho nó một cái là random nha, mình sẽ ra cho nó một cái random đó, mình sẽ cho nó một cái random ở đây chúng ta sẽ là random, và thay vì cái this state.name các bạn sẽ paste vào đây. Đấy, rồi mình sẽ paste cái đoạn code mà mình vừa copy trên Google vào nha các bạn. Đây, rồi mình sẽ xem rằng là cái hàm random của chúng ta nó có chạy đúng không nha. Mình sẽ quay trở lại đối với ứng dụng của chúng ta, mình sẽ chuyển qua tag console các bạn này. Ở đây thì mình sẽ nhấn vào click me các bạn này. Đó, 37 các bạn này. Click me này, 85 này. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là nó in ra những con số rất là random đúng không nào. Bây giờ ấy, nếu như rằng là các bạn muốn cập nhật tuổi thì các bạn nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì ở đây dĩ nhiên rằng là chúng ta sẽ gọi đến hàm this.setState này rồi. Thì ở đây nha, mình sẽ code một vài cách để cho bạn thấy rằng là cách nào chúng ta nên làm theo. Rồi, thì tương tự như việc mà các bạn set thằng name ấy, thì chúng ta sẽ set thằng tuổi như thế này. Thì ở đây thì mình sẽ bê cái hàm random của chúng ta vào đây. Mình sẽ bê cái hàm random của chúng ta vào đây, đó, xong. Và mình sẽ xóa cái dòng console log của chúng ta đi. Các bạn lưu ý cho mình một điều, đấy chính là khi mà chúng ta học với thằng React Class ấy, và đây cũng chính là một điều mà sau này mình sẽ nhắc lại thôi, đấy chính là nó có một khái niệm, đấy chính là mstate. Mstate rằng là cái điều này chỉ xảy ra đối với React Class thôi. Các bạn lưu ý rằng là React Class chúng ta mới có khái niệm là mstate. Thì đối với thằng React Class ấy, mỗi một lần mà các bạn cập nhật một biến này thì những cái biến mà các bạn không dùng ấy nó sẽ tự động gọi là giữ nguyên, các bạn yên tâm điều đấy nha. Tức rằng là chúng ta không nhất thiết rằng là các bạn sẽ cần phải truyền vào như thế này đâu. Các bạn muốn cập nhật cái tên của nó không nhất thiết rằng là các bạn sẽ cần phải truyền vào như thế này. Mình sẽ comment lại đoạn này. Thì cái việc mà nó mstate tức rằng là việc mà nó cộng gộp ấy, thằng React nó đã làm cho các bạn rồi. Nó đủ thông minh để phát hiện được rằng là các bạn cập nhật biến nào. Đấy chính là lý do tại sao mà ở dưới này các bạn này, tức rằng là sau khi mình đã set cái tên là Eric rồi ấy, mình set tiếp cái tuổi nó bằng một cái số random như thế này, nó không mất cái name Eric cho mình. Bây giờ thì mình sẽ nhấn Ctrl S và các bạn sẽ xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại và mình sẽ refresh các bạn này. Ví dụ như rằng là mình nhấn vào Click Me, các bạn sẽ thấy rằng là tên của mình vẫn là Eric và tuổi của mình vẫn là 26 này. Mình nhấn vào Click Me tiếp này. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy rằng là cái tuổi của chúng ta nó random liên tục luôn, đúng không nào? Khá chỉ là amazing luôn. Bây giờ ấy, thay vì mà các bạn viết code như thế này, bản chất của thằng React nó còn thông minh hơn nữa, để chính rằng là thay vì các bạn phải riêng lẻ như thế này thì chúng ta sẽ cộng gộp nó luôn nha. Mình sẽ copy thằng này luôn, mình sẽ cộng gộp nó lên luôn. Đó. Thay vì các bạn viết hai cái hàm set state như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải mình sẽ console log, mình sẽ comment lại các đoạn này. Nó sẽ đủ thông minh để cập nhật cho các bạn hai biến một lúc luôn. Rồi, mình sẽ quay trở lại đây, refresh một cái click me các bạn này. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là biến của chúng ta nó cập nhật này. Đây, rồi. Và nếu như rằng là mình mở cái thằng React DevTools, các bạn sẽ nhìn cho mình nhé. Đây này, cái tuổi của chúng ta nó cập nhật và cái biến name của chúng ta nó không hề thay đổi. Đó, các bạn sẽ thấy rằng là trước đấy nó thay đổi. Tuy nhiên rằng là kể từ lần tiếp theo ấy, giá trị nó không thay đổi đâu.
Thì như vậy rằng là thằng React phần khó nó đã làm cho các bạn rồi. Phần mà cộng gộp state tức rằng là nó phải đủ thông minh để phân biệt được rằng đâu là cái mới, đâu là cái cũ thì nó đã làm cho các bạn rồi nha. Như vậy rằng là trong video này mình đã giới thiệu tới các bạn một công cụ giúp các bạn có thể thay đổi được state của thằng React, đấy chính rằng là hàm setState. Các bạn có một điều lưu ý nữa, đấy chính rằng là để sử dụng cái hàm này chúng ta sẽ dùng keyword this nha. Thì việc mà chúng ta dùng keyword this này này nó sẽ ám chỉ rằng là các bạn đang thao tác với component nào và bên trong component đấy các bạn muốn làm gì. Ở đây thì chúng ta muốn cập nhật lại biến state của nó, đấy chính là lý do tại sao chúng ta dùng keyword this ở đây và chúng ta gọi đến hàm setState. Bên trong hàm setState này chúng ta sẽ truyền vào một biến object. Và các bạn lưu ý một điều nữa, đấy chính là khi chúng ta học React Class ấy, tức rằng là Class Component, thì chúng ta có một khái niệm đấy chính là Merge State. Thằng React nó sẽ đủ thông minh để biết được rằng là đâu là data mới, đâu là data cũ, đâu là data cần cập nhật. Ví dụ như rằng là các bạn chỉ cập nhật hai cái biến này thôi, chúng ta chỉ cập nhật hai thuộc tính này, thì cái thuộc tính ví dụ như rằng là địa chỉ ở đây nó sẽ đủ thông minh để cho các bạn biết rằng là chúng ta không nhất thiết chúng ta phải cập nhật như vậy. Và các bạn có thể cộng gộp thành một cái hàm setState như thế này cho nó tiện, chứ không nhất thiết các bạn phải gọi là tách riêng ra từng cái hàm setState như thế này, nó khá chỉ rườm rà đúng không nào? Thì như vậy rằng là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta đã có thể cập nhật được cái giá trị của thằng state đối với thằng React. Thì trước khi kết thúc video này mình sẽ review các file thay đổi nha. Thì bên trong cái hàm onClick này thì mình đã có một cái hàm gọi là setState như thế này. Đồng thời thì ở dưới này thì mình đã hướng dẫn các bạn chúng ta đã chuyển qua thành cái thằng arrow function rồi. Việc mà các bạn dùng arrow function chỉ có một tác dụng duy nhất thôi, đấy chính rằng là giúp các bạn tránh những cái bug không cần thiết. Các bạn không nhất thiết chúng ta phải hiểu sâu vào keyword this này đâu, chúng ta chỉ hiểu cách dùng và cách nó hoạt động thôi. Còn về sau này thì khi chúng ta dùng với thằng React Hook cũng như rằng chúng ta dùng với function component thì gần như rằng là chúng ta không còn keyword this nữa rồi. Đấy chính là lý do tại sao mình chỉ hướng dẫn các bạn cách sử dụng nó thôi, chúng ta không nên học sâu về nó nha. Như vậy rằng là trong video này chúng ta đã đóng gói được cái phần gọi là chuyển hóa cái trạng thái của thằng React rồi. Thì trong quá trình thực hiện video này, nếu như rằng các bạn có đi sự vướng mắc cũng như rằng các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn đừng ngần ngại chỉ comment ở dưới video để cho mình biết để mình có thể hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn những bạn nào đã mua cho mình ly cà phê và hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.